Xin chào các bạn đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lên có mẫu xe đạp địa hình Zantalon 29, một dòng xe đạp mà được sử dụng bánh xe là 29 inch và bộ chuyển động của xe là đề Shimano DOG, gạt đĩa Alivio, khung nhôm nước sơn nguyên bản và toàn bộ chiếc xe là nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng hết 100% các bác nhé. Từ khung, khung nhôm, thương hiệu Zan, model Talon 29. Ngay từ tên nó đã nói lên cái vành bánh của xe là sử dụng một cái bộ vành bánh là 29 inch các bác nhé. Đấy, rất là lớn. Đầm xe và form dáng xe nó lên cực kỳ đẹp với cái bộ vành in cỡ lớn như thế này. Đấy. Form dáng cực kỳ đẹp. Form này nếu mà để xuống dưới đất lên đang treo nhé. Nếu mà để xuống dưới đất thì cái khung này nó sẽ vổng lên nhé. Rất là đẹp. Đấy, tông màu xám xi măng kẻ chỉ xanh xanh blue rất là đẹp. Đấy. Và cái model xe này là một cái phiên bản sản xuất Đài Loan và được xuất sang thị trường Australia và New Zealand các bác nhé. Đây này, nó có tem ở đây. Thực ra là được xuất sang thị trường New Zealand và Australia. Đấy, toàn bộ là được sản xuất tại Đài Loan. Đấy, một phiên bản thương mại quốc tế. Đấy, nguyên zin hết từ khung cho đến tất cả ghi đông cổ phốt cọc yên. Đấy, nguyên zin hết 100%, kể cả bộ chuyển động cũng là zin hết theo xe các bác nhé. Đấy, vành cũng nguyên zin, vành máy ương nguyên zin. Sử dụng vào lốp SR Label và lốp gai để các bác leo núi rất là tốt này. Những cái gai to này leo núi rất là tốt. Bộ đề thì là đề DUG 9 tầng líp và 3 tầng đĩa cho 27 tốc độ khác nhau, đùi đạp và Shimano. Đấy, trên phần ghi đông đây cũng được trang bị tay bấm xả Alivio và bộ phanh dầu đến từ thương hiệu Techo. Đấy, và chuông, một cái chuông cũng là zin theo xe luôn nhé. Cái chuông này hình như là nó hỏng rồi, nó bị gãy mất rồi, nên cứ để nó cho nó zin. Giảm sóc cũng theo xe luôn, giảm sóc 29 các bác nhìn rất là dài, cực kỳ dài. Giảm sóc này là giảm sóc dầu thủy lực. Đấy, dưới khung vẫn còn là e-mail, vẫn còn tem e-mail này. Và chúng sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh. Thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trỏ xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy, thì giá bên em luôn công khai. Để trên phần tiêu đề hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác ấn... Các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh thì các bác ấn đăng ký ở đây, ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp bốn khóa yên là 39 cm. Từ khóa yên tới tâm cổ cốt là 54 cm. Thì size của xe là size S các bác nhá. Đấy, do là bánh 29 nên từ đây nên đây nó là 39, nhưng mà cộng cái vành in dưới nữa thì nó là thành quy đổi thành size S, thì phù hợp cho bác đi từ khoảng 1m60 đến 1m70 thì là phù hợp. Bộ đề chuyển động DOG 9 lít 3 đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Chuyển
rất mượt các bác nhá, lên xuống rất mượt mà. Xe đang có giá bán bên em là 9 triệu 800 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác và lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.